Hello, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người đi xem và xử lý con nái sắp đẻ nó bị lộ tử cung nhé. Thì đối với trường hợp này ấy, thì mọi người đã thấy nó sắp lòi ra hết này. Thì đây nó đang bị nhẹ nhé, mọi người khâu vào và tiêm kích đẻ cho nó một mũi nữa là nó sẽ đẻ ngay à. Thì bình thường đấy, con này là đến ngày đẻ rồi ạ. Thì bình thường mình sẽ khâu vào nhé và tiêm cho nó một mũi kích đẻ để cho trong vòng 18 đến 24 tiếng sau là nó sẽ đẻ. Đẻ càng nhanh càng tốt. Không là nó không khâu thì tử cung nó lộn ra ngoài hết và nó dễ nhiễm trùng này và có thể chết cả mẹ cả con nhé. Sau đó mình sẽ tiêm một mũi kháng sinh nữa để cho nó phòng bị nhiễm trùng nhé. Đây, cái trường hợp này thì mọi người xem cái hoa của nó sưng lên hết này, tử cung lộn ra ngoài này. Mình sẽ khâu 1/3 hoa nhé, để làm sao để sau khi tiêm kích đẻ nó vẫn đẻ được bình thường nhé. Không, mọi người khâu kín vào sẽ không đẻ được ạ, mọi người phải cắt đi. Nhưng mà đối với em thì trường hợp này thì em chỉ đây em đẩy vào nhé, em đẩy vào hết rồi và tiến hành khâu 1/3 của hoa đấy. Nếu mà khâu như thế thì con lợn nó sẽ không bị lộn tử cung ra ngoài này và nó có thể là vẫn đẻ được bình thường nhé. Mọi người theo dõi, nếu mà nó để không đẻ được bình thường thì mọi người cắt cái chỉ đi. Sau khi đẻ xong mình lại khâu lại. Còn trường hợp nó bị nhẹ thế này thì chắc chắn nó đẻ được. Mọi người mua cái kim cong kìa, kim cong dễ lắm, khâu ấy. Sau đó dùng cái chỉ bằng cái bao cám ấy và mình sẽ xịt sát trùng bằng cồn iodin vào, sau đó khâu vào là được. Đây, đấy, buộc, cứ buộc chặt vào, thắt nút vào. Sau khi nó đẻ xong thì lúc đấy nó sẽ đỡ sưng lên rồi nó sẽ khắc teo đi. Nhìn nó đơn giản mà mọi người ạ, mọi người không sợ nó chết đâu, không sợ nó đau đâu, cứ làm theo mình đấy, như thế là ok này. Và phần dưới nó cũng đủ to để đẻ được nhá. Đấy, phần dây thừa một là mọi người cứ thít vào, hai là cắt bỏ đi. Quên mất cái kéo, dùng cái banh kẹp dài quá. Đối với cái trường hợp này ấy, thì con nái mà từ lứa thứ 3, thứ 4 trở lên thì nó sẽ dễ bị lộn tử cung hơn. Bình thường nái hậu bị thì nó sẽ không bị được. Và trường hợp này thì con lợn đẻ ra nó cực kỳ to và có thể là rất nhiều con luôn. Mọi người sau khi khâu xong thì mọi người nhớ xịt cồn iodin để cho nó chống nhiễm khuẩn nhé. Ngoài tiêm kháng sinh ra mình sát trùng để cho nó đỡ bị nhiễm khuẩn. Đây, mình sẽ đập lên cho mọi người xem là nó khâu và nó sẽ như thế nào, nó còn lòi ra không. Đây mọi người ạ. Nó nhìn như thế nhưng mà nó vẫn đẻ được ạ. Yên tâm nhé. Ok nhá, mình sẽ tiêm kích đẻ làm mũi. Bình thường là mấy cái thuốc kích đẻ thì mình sẽ tiêm hoa và tiêm ngoài da thôi, không cần sâu lắm. Và mình sẽ làm cho một mũi kháng sinh nhá. Ok. Hôm sau mình quay lại. Đấy mọi người thấy chưa? Nó đẻ được rồi. Mặc dù như thế nhưng mà nó vẫn đẻ được nhé. Tại vì mình chỉ khâu 1/3 hoa của nó. Và để hôm sau nó khô khô mình sẽ cắt đi. Đây.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 con, 18 con. Đấy, bình thường là nái như thế là con của nó cực kỳ to luôn. Thì ở trong tử cung nó chứa nhiều con quá thì nó sẽ đẩy ra ngoài. Đây, như thế là khô nhá mọi người ạ. Có thể cắt đi được. Mình sẽ lấy dao kiến để cắt đi, hoặc là kéo. Sau đó mọi người vẫn tiêm kháng sinh cho nó một mũi nữa. Nhìn đơn giản mà nhỉ. Bình thường những nái như thế này nó đẻ sai lắm, nhưng mà mọi người không xử lý kịp thời thì nó, mọi người phải móc, móc vào con chết ở trong này, nó không đẻ ra được con chết trong này, hay là con nái bị viêm này và cũng chết cả nái luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cắt đi. Đấy, cắt thế là được này. Mấy ngày hôm sau nó sẽ teo đi ạ. Con nái này, một là mọi người có thể bán loại, hai là vẫn để làm nái được bình thường, nhưng mọi người phải chú ý nó. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video mình nhé.